Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo hãng tin AP, khi cuộc sống ở Nga trở lại bình thường sau cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê Wagner, thì căng thẳng hiện đang gia tăng trong và xung quanh nước láng giềng Belarus, nơi thủ lĩnh lưu vong của lực lượng và một số chiến binh của lực lượng này đang định cư. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, chuyển đến Belarus là một phần trong thỏa thuận mà Điện Kremlin đã ký nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn cuối tuần trước đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Nga. Prigozhin và các chiến binh của ông đã thoát khỏi sự truy tố và được Tổng thống Alexander Lukashenko đề nghị tị nạn ở Belarus. Điều đó không phù hợp với phe đối lập Belarus và các nhà hoạt động du kích, những người đã gọi các chiến binh Wagner là mối đe dọa đối với người dân Belarus và nền độc lập của đất nước, và hứa sẽ hành động. Theo AP, ông Lukashenko đã là đồng minh thân cận nhất của ông Putin, cho phép Nga sử dụng Belarus để đưa quân và vũ khí vào Ukraine. Ông đã hoan nghênh sự hiện diện quân sự liên tục của Nga tại nước này và việc triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở đó. Nhưng ông nhấn mạnh rằng các máy bay chiến đấu của Prigozhin sẽ không bảo vệ bất kỳ vũ khí hạt nhân nào. Alyasan Azarov, lãnh đạo nhóm du kích People, gồm các cựu thành viên quân đội cho biết kiên quyết phản đối việc cho lính đánh thuê Nga đóng quân ở Belarus và đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt với lực lượng Wagner. Các nước láng giềng ở vùng Baltic cũng bày tỏ quan ngại về điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến an ninh khu vực. Trong một tuyên bố chung, các diễn giả quốc hội ở Estonia, Latvia và Litva kêu gọi Liên minh châu Âu coi Wagner là một tổ chức khủng bố. Trong tuyên bố nêu, sự xuất hiện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus có thể khiến tình hình an ninh ở biên giới phía đông của NATO và EU trở nên bấp bênh hơn. Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết những chiến binh Wagner không muốn chịu sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga, một trong những lựa chọn do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cho họ. Trước đó, Điện Kremlin hứa sẽ không truy tố Prigozhin vì tội nổi loạn sau khi đạt được thỏa thuận rằng ông sẽ dừng cuộc nổi dậy và đến Belarus. Điều đó xảy ra mặc dù ông Putin sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau cái mà ông gọi là phản quốc và đâm sau lưng. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giảm bớt những lo ngại rằng Wagner sẽ gây ra mối đe dọa từ Belarus. Ông cho biết lính đánh thuê có thể sẽ không đến đó với số lượng đáng kể và nói thêm rằng quân đội Ukraine tin rằng an ninh dọc biên giới của họ sẽ không thay đổi và có thể kiểm soát được. Lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya nói với AFP, cho biết thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dường như không phải là đồng minh. Bà cho biết bất cứ lúc nào Lukashenko có thể phản bội Prigozhin hoặc Prigozhin có thể phản bội Lukashenko. Họ không phải là đồng minh, họ không thể tin tưởng lẫn nhau. Người đứng đầu nhóm Wagner đã tới Belarus như một phần của thỏa thuận được đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của ông ta ở Nga. Nhưng bà Tikhanovskaya tin rằng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về thỏa thuận bị cáo buộc. Bà nói thêm, quyết định giúp đỡ Tổng thống Putin của Lukashenko là một hành động vì lợi ích cá nhân nhằm cứu lấy chế độ của chính ông. Bà khẳng định, ông ấy không hành động để giữ thể diện cho Putin, cũng không cứu Prigozhin, cũng không ngăn nội chiến nổ ra ở Nga. Ông ấy chỉ quan tâm đến sự sống còn của cá nhân mình, bởi vì Lukashenko biết rằng nếu các phe phái ở Nga xung đột, ông ấy sẽ phải trả giá. Bà nói, nếu các chiến binh của Prigozhin và Wagner kéo đến Belarus với số lượng lớn, điều đó có thể đe dọa châu Âu. Lãnh đạo phe đối lập, có chồng đang bị cầm tù ở Belarus nói thêm, sự hiện diện này có thể gây ra mối đe dọa cho Ukraine và các nước láng giềng phương Tây của chúng tôi. Bà cảnh báo rằng Prigozhin có thể sử dụng lực lượng của Wagner để đàn áp hơn nữa bất kỳ quan điểm bất đồng nào. Theo hãng thông tấn Interfax, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc các lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang chuyển đến Belarus không gây ra mối đe dọa đối với Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng lực lượng Wagner không thể gây ra mối đe dọa nào từ Belarus vì ông nghĩ rằng quân số của họ không lớn lắm. Ông Zelensky giải thích rằng lực lượng Wagner đang bị tiêu hao đáng kể trong các cuộc giao tranh ở Ukraine. Đó là lý do tại sao quân số của Wagner đến Belarus không nhiều.
Theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine tin rằng tình hình ở miền Bắc Ukraine vẫn không thay đổi và nằm trong tầm kiểm soát của họ, đồng thời lưu ý rằng một cuộc tấn công mới từ phía Bắc là không thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những người lính đánh thuê của Wagner có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc đến Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng xác nhận rằng ông Prigozhin đã đến Belarus. Sau khi cuộc nổi loạn được ngăn chặn, lãnh đạo của Wagner Yevgeny Prigozhin nói rằng những thành viên của nhóm này sẽ trở lại trại dã chiến của họ. Trước đó, trong một tuyên bố vào hôm 27 tháng 6 được phát hành dưới dạng tin nhắn âm thanh dài 11 phút, người sáng lập Wagner cho biết ông đã cố gắng biến cuộc nổi dậy của mình thành một bài học cho Điện Kremlin và là bằng chứng cho những cảnh báo trước đây của ông về những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng ở Nga. Mặc dù tự hào về sức mạnh quân sự, nhưng ông trùm Wagner cũng cho biết mục đích trong cuộc binh biến là thể hiện sự phản đối, không phải để lật đổ chính phủ. Ông Prigozhin cho biết đã hành động để cứu công ty quân sự tư nhân PMC của mình và đưa giới lãnh đạo quân sự Nga ra trước công lý. Ông Prigozhin thông báo trong thông điệp của mình rằng do những âm mưu và những quyết định thiếu cân nhắc, công ty đã phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 7 và các chiến binh của họ phải gia nhập lực lượng chính quy của Nga. Ông Prigozhin cũng sử dụng tin nhắn âm thanh của ông để cảm ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì đã đề nghị để Wagner tiếp tục hoạt động. Ông Prigozhin nói rằng ông Lukashenko đã mở rộng bàn tay và đề nghị tìm giải pháp cho công việc tiếp theo của Wagner PMC trong phạm vi quyền hạn hợp pháp. Những nghi ngờ đã xuất hiện về việc liệu thỏa thuận chấm dứt cuộc binh biến của Prigozhin có giúp ông này được ân xá hay không, khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng ông vẫn đang bị điều tra. Vẫn chưa rõ tác động của cuộc nổi dậy đối với tập đoàn Wagner và 25.000 quân của họ đối với Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Giới quan sát cho rằng, vụ nổi loạn của Wagner sẽ tác động đáng kể, thậm chí thay đổi cục diện xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Họ lập luận ở mức độ nào đó, hỗn loạn nội bộ có thể khiến lực lượng Nga mất tập trung, mất tinh thần và Ukraine có thể tận dụng để đẩy mạnh phản công. Về vấn đề này, ông Yuri Sark, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói, bất cứ khi nào có cơ hội lợi dụng điểm yếu của đối phương, chúng tôi sẽ tận dụng. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên xem các sự kiện của ngày hôm qua như cơ hội duy nhất cho bất cứ điều gì. Với chúng ta, điều quan trọng là phải tập trung vào các mục tiêu quân sự. Giới chức Ukraine cho biết, họ coi những diễn biến gần đây ở Nga là yếu tố gây phân tán. Kiev cần tập trung vào chiến dịch phản công hiện nay, mặc dù phương Tây có thể kỳ vọng đó là cơ hội tăng sức ép với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí nhanh hơn, nhiều hơn cho Ukraine. Theo ông Yuri Sark, Ukraine nên tập trung cơ hội tiếp tục tấn công thăm dò dọc các phòng tuyến của Nga, xác định mặt trận quan trọng nhằm triển khai những lữ đoàn tinh nhuệ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Tuy nhiên, New York Times trích dẫn các nguồn tin nói rằng dường như không có lỗ hổng nào trong hệ thống phòng thủ của Nga để Kiev khai thác ngay lập tức. Theo đánh giá sơ bộ của giới chức Mỹ, vụ nổi loạn của Wagner không khiến bất kỳ đơn vị nào của Nga phải rời vị trí của họ ở miền Nam hoặc ở miền Đông Ukraine để đến bảo vệ Moscow trong ngày 23 tháng 6 và 24 tháng 6. Phát biểu trước các lực lượng an ninh ngày 27 tháng 6, Tổng thống Putin cũng khẳng định chúng ta không phải rút các đơn vị chiến đấu ra khỏi tiền tuyến trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Học giả Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại đánh giá, những động thái của Wagner có tác động lớn đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Lực lượng này đã rút khỏi phần lớn hoạt động của Nga, quân đội Nga hiện ở thế phòng thủ, trong khi Wagner chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công. Cụ thể, ông Lee đưa ra bình luận, Wagner đã rút khỏi Bakhmut vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Tôi cho rằng không còn binh sĩ nào của Wagner còn ở tiền tuyến Ukraine. Hơn nữa, Wagner vốn được giao vai trò tấn công thay vì phòng thủ. Vai trò của họ trong việc đối phó cuộc phản công của Ukraine chưa bao giờ rõ ràng. Một minh chứng khác có thể củng cố cho bình luận của học giả Rob Lee là việc binh sĩ Ukraine trở về từ tiền tuyến vào hôm 25 tháng 6 cho biết vụ nổi loạn của Wagner không tác động nhiều đến tình hình giao tranh quanh Bakhmut. Cuối tuần qua ở giai đoạn cao trào, vụ nổi loạn của Wagner. Nga tiếp tục tập kích tên lửa quy mô lớn ở Ukraine. Pierre Razus, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải FMES, đánh giá Ukraine vẫn có thể tận dụng cơ hội để đạt được bước tiến trên chiến trường sau những diễn biến phức tạp gần đây ở Nga. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, Ukraine cần tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Belarus bởi vì khu vực này sẽ không an toàn trước cuộc tập kích quy mô lớn từ phía Belarus. Chung quan điểm trên,
cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Richard Danat cảnh báo Ukraine cần đề phòng kịch bản một cuộc tấn công qua biên giới của Ukraine từ ngã Belarus. Tuy nhiên, ông Andriy Demchenko, người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine, vào ngày 27 tháng 6 bác bỏ thông tin cho rằng Ukraine đã bắt đầu xây dựng doanh trại trên lãnh thổ Belarus. Mặt khác, ông nhấn mạnh Kiev sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Theo tình báo Ukraine, Nga hiện có khoảng 2.000 quân nhân ở Belarus tham gia vào các hoạt động huấn luyện tập trận. Trong khi còn nhiều tranh luận về cuộc nổi loạn của Ukraine tạo điều kiện hay thách thức cho chiến dịch phản công của Ukraine. Báo NBC bình luận, diễn biến này có thể gây sức ép lên các nhà lãnh đạo quân đội Nga nhanh chóng đạt đột phá trên chiến trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!